Rồi chào anh em, nay mình lên rã cục máy riêu lùng 99 em ơi. Rồi nhiều anh em hứa hẹn quá, không thấy trả lời tâm tiếng gì luôn. Hứa đã rồi không thèm nói luôn, hỏi không thèm trả lời luôn. Rồi gác rã luôn anh em ơi. Rồi máy máy kha khá em ơi. Rồi món đầu tiên. Rồi qua lăn bằng lửa nha anh em. Rồi còn thái em ơi, 99 luôn nha. 99 còn luôn nè. Nó món bài này. Rồi, còn thấy 50 50. Rồi bao zin chưa làm gì, còn sơn chấm sơn bao zin nha, dễ đều quay dễ đều đẹp luôn. Qua lăng còn nhận khè nha anh em. Rồi riêu lùng 99 đời thái, còn 99 luôn ơi, còn 99 luôn nha. Rồi bên trong còn khá đẹp. Rồi từ không cạ nha anh em, không cạ không bể không mớp. Rồi, như hình còn khá đẹp. Anh em nào xe quay pha được gắn bộ này vô là hết bài nha anh em. Gắn này vô chạy hết ra hết số luôn em ơi. Quá ngon luôn. Quá đẹp, đội thái gì quá đẹp. Đội thái 99 em con thái đi rùng 99 em cũng biết lửa mạnh cỡ nào rồi. Rồi còn lửa nha anh em. Còn điện. Còn điện KGD có quay thái 10 nha anh em. Còn điện KGD quá đẹp. Rồi. Quá đẹp nha anh em. Thái là không anh em ơi. Không nha. Này gắn cho thao thái 10 là y bài luôn nha, y khu lên em. Này có thái 10 đưa qua nè. Nó chỉ khác cái cửa có bên anh lửa thôi, cửa ngắn thôi. KGD nha anh em. Đồng quá đẹp, đồng đỏ lối luôn anh em. Rồi lửa phun 1, phun 1 là không có cửa nha. Lửa này mạnh bao mạnh cho anh em xài luôn. Rồi đầy đủ ốc anh em, đầy đủ ốc thằng lằn sinh cam ổ sinh đề đầy đủ nha. Rồi 1 triệu qua ship anh em, 1 triệu bao ship nha. Qua thấy đầy 99. Rộng đêm lùng đầy 99. Đêm béo nha, còn đêm béo anh em ơi. Rồi 1 triệu bao ship cho anh em. Rồi bộ đầu lòng đêm lùng 99 nha anh em. Rồi như hình nha anh em ơi, đầy đủ nắp nha. Đời thái, nắp bông đàng hoàng nha anh em. Rồi nắp bông đàng hoàng nha, có bông nha. Full nắp. Cam cò xúc bắp lò xo đầy đủ. Rồi, bông nha, đủ 3 bông nha, đủ 3 bông. Rồi đầu như hình cam cò thì còn ok. Gói lửa có xước nhẹ nè, gói lửa có xước nhẹ nha, lúng nhẹ miếng. Xe này vô xe này chạy lớp B nè em ơi, như hết nhớt sao á. Đúng chất liệu dữ nha anh em. Xe chạy lớp B cái này mà máy có Ebru em ơi. Qua tưởng là bị kêu cò không à. Bây giờ tháo ra lớp B vậy nè. Cốt 1 vậy thôi, là giờ là cốt 2 nha. Đúng dữ nha, lớp B về máy không nghe kêu, tưởng là kêu cam cò không. Kêu Ebru luôn anh em. Tháo ra không còn miếng nhớt à, mà máy không nghe kêu luôn, ghê thiệt. Đúng độ thái chứ chất lượng ghê thiệt chứ. Lớp B cái này mà không nghe tiếng kêu bê tông luôn, chỉ nghe kêu giả cam cò nhẹ thôi. Ghê thiệt. Rồi cốt 1 nha anh em ơi. Anh em lên cốt 2 nha. Rồi bao đúng đồ zin cho anh em xài. Luôn co xăng, luôn bách, dặn bách ra bách cái kẹp co xăng anh em. Bách này hiếm mà anh em gắn xe bao ngầu nha anh em. Quá đẹp. Quá đẹp nha anh em. Rồi đầy đủ ra, cam cò nha, cam cò còn ok nha. Cây lửa có gói lửa có xước nhẹ nha anh em. Gói lửa có xước nhẹ, cò thì còn đẹp. Rồi 1,5 triệu bao ship anh em. Full đầu lòng, cam cò. Lòng anh lên có 2 em ơi, có xước nhẹ nha, lên có 2 xài. Bao lòng zin chưa đóng nè. Rồi không tu răng gãy semi, không thấy tánh gió. 1,5 triệu bao ship anh em, luôn co xăng nha, luôn kẹp dẫn dẫn xăng nha anh em nha. Rồi nó là cam cò có xước nhẹ nha anh em. Gói lửa có xước nhẹ nha, còn gói lửa xăng thì bình thường. Kẹp cò thì đẹp. Có xước nhẹ thôi, về mạng nhẹ xài nha anh em. Đầu này chất lượng rồi, xe lúp cỡ đó mà máy kẹp ru. 1,5 triệu bao ship. Rồi cây dơ đêm lùng 99 anh em. Dơ này khá ngon anh ơi. Cái này có bị tay có bị lọt nhẹ nha anh em. Cái lỗ lọt nhẹ nha. Anh em về lên có xài. Em đang về lên có xài nha anh em. Rồi tay thì em ru luôn nè. Giờ em ru luôn anh em. Em ru luôn nha, không kêu luôn nha. Rồi hai đầu cốt bao đẹp cho anh em xài. Giờ này chất lượng khỏi nói rồi anh em ơi, hai đầu cốt bao xài nha. Rồi giờ này có chữ nào luôn nha anh em. Giờ anh Trâm có chữ nào luôn nha. Rồi thái anh Trâm chữ nào nè, hai bên nào hết nha anh em. Hàng này biết anh ơi, về làm đại xài nha. Để chạy luôn được anh em ơi. Về em ru anh em. Em ru nè. Rồi về lên này em có bị cháy nhẹ lọc nhẹ nha em. Về anh em lên có xài, sấy lên có 1 xài.
Rồi giá sát anh em xài luôn, 300 bao ship anh em, 300 bao ship nha. Giờ này chất lượng khó nói rồi anh em ơi, chất lượng khỏi bàn, bao ngon cho anh em xài, về dùng liền vẫn được nha anh em. Rồi giá sát 300 bao ship. Rồi cục đề, cục đề nha anh em, cục đề còn im anh em, còn im mạnh nha. Nói chung thì im có không im lắm mà không phải kêu thôi, hàng này hàng vừa xài thôi, bao mạnh cho anh em xài. Rồi anh em thì muốn ngon này về này nữa là vệ sinh thay thang là xài nha. Rồi giá sát như hình, bao sống nha anh em. Rồi để test cho anh em xem, bao sống nha anh em, bao test cho anh em xài nha. Rồi anh em muốn ngon nữa về vệ sinh em ơi, vệ sinh lại nha. Rồi giá rẻ lên luôn, 300 bao ship anh em, 300 bao ship cục đề Thái, 300 bao ship. Dây này khác anh em ơi, dây này nó khác nha, luôn bát kẹp nè. Luôn bát kẹp nè. Rồi cái rắc này nó nhỏ nha, y như Thái 110, ủa y như Thái 100 nha anh em. Y như Thái 100 này. Rồi cốt số cốt đạp anh em. Này y như là quay Thái 110 nha, y như Thái 110. Đầu dù. Rồi đang cỏ quá đẹp chưa y sinh nè, anh em về rảnh vệ sinh xài ngâm dầu xài nha anh em. Rồi để full cốt như hình nha. Full cốt như hình. Rồi răng cỏ ok nha anh em, răng cỏ ok nè. Dơ đất xịn nha anh em nè, chưa xin luôn. Em là làm sao vậy không đầm, không có vệ sinh. Thích thì anh em vệ sinh làm anh ơi, bán mọc vậy thôi. Rửa mới không nói vấn đề là bùa phép. Nó răng cỏ còn ok nè, em này đất xịn dính anh em ơi. Đất xịn dính nha. Hàng này chất lượng khó bàn rồi, cho anh em vui vào điểm Thái nha anh em. Quá ok nha anh em ơi, này là bị xịn đất nha, chưa cạo nè. Rồi 200 bao ship anh em, cốt đạt cốt số riêng lùng 99 200 bao ship. Rồi cần đạp anh em, cần đạp rim lùng 99 giống như quay Thái nha, giống như quay Thái phu 1 rim Thái nha anh em. Nói chung là giống như phu 1 quay Thái rim Thái y chang luôn anh em. Vừa chang rồi, nước xi còn khá đẹp. Nước xi còn khá đẹp nha anh em. Rồi 9K. Rồi cần số giống như Super, giống Super rim anh em. Đó giống Super rim. Rồi này hơi xấu anh em, về gắn cái chụp qua vậy xài. Rồi hai này hơi xấu nha anh em. Hai này hơi xấu, anh em về gắn chụp đi xài thôi. Rồi bán rẻ lên luôn. 250 bao ship tặng cây cần số. 250 bao ship nha. Còn cứng thừ anh em ơi, cứng thừ nè, ra vô cứng thừ luôn. Rồi 250 bao ship. Hai món này 250 bao ship anh ơi. Mua này tặng cái cần số anh em ơi, đừng có nói thôi không lấy cần số trốn tiền anh em ơi. Em chỉ bán cần đạp máy là 250 tặng cây cần số. Có cọc số. Rồi 250 bao ship. Rồi cặp phục rim lùng 99 giống như phun 1 nha anh em, này khác cái đầu à, khác cái đầu này nè. Nó cũng y chang nha anh em. Rồi ti zin hết nha. Ti zin hết. Phụ zin luôn, phụ là bao zin cho em xài. Tự nhiên anh em, keo còn đẹp nè anh em, keo còn đẹp nha, keo chân phục còn đẹp. Rồi như hình. Rồi một cây giống ngon, một cây giống hơi yếu nha anh em. Rồi giá sát anh em xài. Một cây giống ngon, một cây giống hơi yếu nha. Một cây giống bao ngon, một cây thì nó hơi yếu một chút. Rồi giá sát 350 bao ship anh em, 350 bao ship nha. Một cây giống ngon, một cây giống hơi yếu. Rồi em bán sát nha anh em ơi, 350 bao ship. Rồi sổ rẻ luôn, 300 bao ship luôn ơi, 300 luôn nè. Một cây giống ngon, một cây giống hơi yếu, 300 bao ship giá sát. Rồi bô e anh em, riêu lùng 99 nha, đây nè 99 đầy đủ nha anh em, KFL này giống như qua Thái 110, y chang qua Thái 110 nha anh em, không khác gì luôn. Rồi chỉ khác một ống hơi thôi, đó, anh em về nghiên cứu gắn ống xài mây, anh em về cắt ống y như là Thái 110 rồi. Rồi bộ này 400 bao ship anh em, 400 bao ship nha, có ống hơi nè, ống hơi 99 nè. Cái bầu xác sĩ 99 nha, còn 2000 thì nó không có bầu bằng nhôm nha, 99 thì có đồ nhôm, 2000 thì nó mũ không, 99 thì có đồ nhôm vậy nè. Y chang như Thái 110 nha anh em, vì các Thái 110 y chang luôn nha, không khác chút nào luôn nha anh em. Cáp này là 99 em, đúng 99 nha, quá đẹp rồi, cáp lợ luôn, y như Thái 110 vậy đó. Rồi chỉ khác cái này thôi, khác cái mã hiệu anh em. Khác mã hiệu nha, KFM nha, còn kia là KFL, nó chỉ khác này thôi anh em ơi, còn gắn là y chang luôn. Rồi cho anh em về chế cháo lên Thái 110. Y chang anh em, lấy xa xị gắn vô nè. Cắt dây nó vô là y chang rồi anh em. Rồi 400 bao ship anh em,
Rồi đường dây điện rim lùn 99. Khá đẹp nha anh em, khá đẹp còn nguyên si luôn. Rồi báo lỗi thôi. Rồi lỗi nhẹ là mất hai đầu cục bình nha anh em. Mất hai đầu cục bình nha, còn bao lại là bao ok cho anh em xài. Rồi lỗi nhẹ là mất hai đầu cục bình. Về các bình vô xài nha anh em. Bao không đứt nối luôn, không cả nối luôn, quá đẹp luôn. Rồi để rẻ này luôn cục sạc lô luôn. Cục sạc lô luôn anh em ơi. Rồi để rẻ cho em xài là 150 bao ship anh em, 150 bao ship nha. 150 bao ship. Rồi anh em về lấy dắt không ok nữa. Rồi điện là bao cứng. Rồi lỗi nhẹ là chỉ bị cắt hai đầu cọc thôi, 150 bao ship. Rồi cặp các chân rim lùn 99. Khá đẹp ơi, về gắn spare rồi quay pha đường ngầu nha ơi, bao ngầu luôn nha, bao ngầu xì ngầu luôn. Quá đẹp. Rồi bao sáng giới luôn em, lỗ không dạt luôn nè. Đó, lỗ hơi nha em, hơi nha em ơi. Còn nhúng ngon nha. Anh em về gắn miếng lồng đờn, gắn miếng lồng đờn nó chạy là bao ngon. Anh em gắn vô spare hay là rim quay rồi chế là thầy luôn, quá đẹp anh em ơi. Gắn này đẹp lắm anh em ơi, gắn cái bô nữa. Trời ơi. Hết lần. Rồi để rẻ lên anh em loại 200 bao ship anh em, 200 bao ship nha. Hai hồi rồi 150 luôn, rẻ luôn. Và rẻ như cho luôn, 150 bao ship luôn. Giá nhôm không nặng rồi, cái này nhôm nhôm nặng lắm. 150 bao ship. Rồi cô dĩa rim lùn Thái 99 nha anh em, giống như Thái 110 luôn. Y chang luôn. Đời 2000, đời 2000, không xài ống chỉ. Giống như Thái 110 hay là 2000 không chỉ nha anh em. Rồi cáp lợi nha em, này cáp lợi nè, thấy không? Cáp lợi ép nha anh em ơi, y như Thái 110 nha, không khác gì nè. Này hàng con lai nha em, con lai dựa rim với quay. Y như Thái 110 luôn. Rồi còn đẹp như hình, không tu răng, lỏng không lỏng lưng. Không tu răng luôn. Rồi đi rẻ lên 2 triệu đồng một ship anh em, 2 triệu đồng một ship nha. Anh em nào lên quay Thái gắn này vô đi bài nha anh em. Gắn quay Thái mà gắn. Anh em nào lên bánh quay Thái mà gắn máy đùm quay vô rim vô thì nó không khớp, gắn này gì hơn ơi. Này bự nha anh em ơi. Rồi, nói chung là bán cái cùi dĩa có Thái 2000 đi, nói chung nghe hiểu, Thái 2000. Rồi 250 bao ship anh em. Rồi cái gác máy có rim lùn 99 nha anh em. Quá cứng luôn, cứng ngắt luôn, cứng thừ luôn, bao ngon luôn anh em. Gắn rim quay ok nha. Rồi cứng thừ luôn anh em. Quá đã luôn nha anh em. Rồi 100.000 bao ship. 100.000 bao ship, về thay chống nghiêng xài. 100.000 bao ship. Rồi bộ đố đầu anh em, bộ đầu rim lùn 99 nha. Rim lùn 99. Này nó như alpha nha anh em, như alpha nha. Rồi đầu ốc thì nó hơi cũng không đẹp mấy. Rồi bắn sổ rẻ cho anh em luôn. Rồi nắp chặn nhớt với bốn đũa đầu, 100.000 bao ship anh em. Nắp chặn nhớt bốn đũa đầu, 100.000 bao ship. Rồi ba nắp bộ bánh nắp anh em. Này nắp ba lăng nha. Nắp ba lăng rim lùn 99. Rồi bên trong còn khá đẹp. Cáp mờ. Khá đẹp nha anh em, rồi bên ngoài như hình. Rồi giá sổ rẻ như Trung Quốc cho anh em xài luôn. Rồi nắp lưu cá với nắp qua lăng em ơi, qua lửa nha. Rồi gắn em gắn này bao ngầu luôn. Nhìn ngầu lắm anh em. Đã nha, nhìn đẹp lắm nha. Rồi nắp nồi nha anh em ơi. Rồi nồi bắt đầu nha. Nồi ốc bị dính ốc rồi. Anh em đừng có nên gắn ba inox làm gì, gắn vô để lâu ngày quá bị sét oxy quá cứ ngắt luôn, phải đục về nó mới láo được anh em ơi. Rồi ba nắp gì lỗi này anh em ơi, lỗi nhẹ này nha. Rồi nắp còn nguyên nè. Nước nhẹ nè, rồi lỗi này. Rồi để cho nên là 300 bao ship anh em, 300 bao ship mà. Bỏ ba nắp lỗi nhẹ cái đó, xe bình thường không xì nhớt. Rồi 300 bao ship anh em. 300 bao ship nha. Quá rẻ anh em, thùng nhôm nặng ghê, cái này nặng ghê luôn trời. Quá rẻ. Rồi lốc bơm. Lốc bơm liên lục 99 đại Thái nha anh em. Rồi AB nè. GB6 nè, trừ 7 nha anh em. Rồi bao ốc là không nứt không bể, răng cỏ bao đẹp cho anh em xài. Hai đầu ốc đẹp, không tu răng. Bao nặng rồi, bao dày nha, bao dày anh em. Rồi lốc bơm như hình, không nứt bể, răng cỏ đẹp. Rồi lốc số anh em ơi. Lốc số nha. Rồi hình thức là còn khá đẹp, rồi gãi lỗi nhẹ gãi nè, về lấy hàng ra anh em ơi. Về chấm hàng ra nha. Rồi cái này là còn nguyên si nè, tại vì đất sình dính anh em. Rồi cái này em lấy hàng ra nhẹ nhàng thôi. Còn lú ra dễ mà chấm nhẹ cái lấy ra. Rồi cặp lốc này là 500 bao ship anh em, 500 bao ship nha. Cặp lốc là lốc số, lốc bơm. 500 bao ship, bao nặng nha, dày cui luôn á. Ví dụ cái kia ký này phải ký rưỡi với anh em, nặng ghê chứ. 500 bao ship.
Rồi cái bô rim hàng hãng ơi, hàng Vin nha, Vin Tàu nha em ơi. Lego Shiko Khosu vậy nè em ơi. ISO vậy nè. Rồi bao không lỏng vách nha, không đất tiêu. Bao tiếng nổ ai mắm. Rồi chưa xin nè, vệ sinh đẹp lắm em ơi, chưa xin luôn nha. Vin hàng này hàng loại 1 anh em, hàng này chất lượng lắm mà có bàn nha. Tiếng 90 như Vin nha. Rồi chưa xin luôn. Rồi gắn gì gắn được xe rim anh em, gắn xe rim nha. Rồi 150 bao ship. Quá rẻ mà, 150 bao ship. Rồi gấp tàu nha anh em. Gấp tàu như mới, gắn được quay rim nha. Này gắn được có quay á. Rồi, hiệu hiệu gì anh em ơi, hiệu gì nè? Hiệu Tân Hòa lên rút rút gì đó không biết. Rồi này hàng này mới thay mà chưa xin luôn nè, chưa xin luôn mới thay luôn. Rồi bao nặng luôn, bao nặng 80 như Vin. Rồi 100.000 bao ship anh em. Không bao không một lỗng nha, hàng mới thay xịn đất chưa rửa luôn, 100.000 bao ship. Rồi gắn xe tàu, anh em cấp 1 quay cấp 1 hay gì nằm ở nhà alo một cái là em ship tới nhà. Còn em anh em mua gấp mới hết 200 mấy 200.000 200 mấy nữa, tốn tiền xăng đi nữa. Alo Hiếu ơi trai cái gửi tới nhà 100.000 không thiếu với phát sinh anh em. Rồi anh em nhiều khi anh em ra chợ mua gấp có 200.000 mang phạt khách 1 triệu nó chết luôn, lỗ luôn, phá sản luôn anh em. Rồi cứ nằm ở nhà alo là Hiếu ơi trai gửi tới chỗ 100.000 bao ship. Rồi cặp bánh trước sau liêm rùng 99 anh em ơi. Rồi niềng này thay mới anh em, niềng Jin niềng Thái Lan nha, chứ không phải niềng giỏ anh em ơi. Đây nè, Made in Thái Lan nha anh em ơi. Điền gì Mikushi Thái Lan anh em ơi. Đọc không biết đọc tiếng sao đọc đại đâu. Rồi Thái Lan điền này điền tốt anh em. Điền này ngon lắm nha. Điền này cũng khá đó. Nhiều khi nó hơn hạng Vin luôn anh em. Rồi bao không công vên. Công thì nó hơi có hơi ngã chút. Điền thì bao đẹp, không một lủng. Rồi tăng vô quá đẹp luôn. Rồi tăng vô có lắng e anh em ơi, lắng e luôn nha. Tăng vô quá đẹp còn lắng e luôn. Rồi bao đúng liền lùng nha. Đây, chấm sơn luôn ơi, một rùi luôn ơi, một rùi luôn nha. Rồi bốn một rùi nha em ơi, này bốn một rùi luôn nha. Rồi chấm đúng một rùi nha em ơi, đúng rim lùng rim Thái nha, rim lùng 99. Rồi KFM. Rồi này không đóng lưng anh em ơi, không đóng lưng nha. Con này không thấy đóng lưng. Rồi niềng còn đẹp. Niềng đẹp, niềng Mitsubishi Warushi Thái Lan anh em ơi. Rồi nè quá đẹp. Rồi bánh sau nha anh em, bánh sau nha. Rồi không lỏng lưng luôn. Xà y cái này y như Thái Đà 10 anh em, gắn Đà 10 là y bài luôn nha. Y Thái Đà 10 vậy đó. Này đồ y Thái Đà 10 nè, mà bên lớn và nhỏ nè. Bên 63 62 nha anh em. Rồi nè đẹp luôn, nè cũng trời nè cũng theo một cặp luôn. Mitsubishi Thái Lan anh em ơi. Thái Lan luôn nha, nè xịn nha anh em, đừng giỡn cái điều này nha anh em ơi. Rồi hình thức là tăng vua hơi mòn, có sao có vậy, không đóng lưng. Để kiểm tra là không đóng lưng, tăng vua hơi mòn. Đụng Thái rồi, TH gì anh em ơi. THM rồi anh em ơi. Đụng Thái nha anh em. Đụng Thái nha, này y như Thái 10 anh em ơi, dẫn 10 Thái là y bài luôn anh em. Rồi tóm lại là niền đẹp không một lũng, niền Mitsubishi Thái Lan nha anh em ơi. Rồi cặp má đầm anh em, cặp má đầm còn ok. Còn khá đẹp, má đầm dày ghê trời. Má đầm dày dữ em, dữ ghê anh em, dày ghê luôn á, nặng ghê luôn. Đó, đúng đầm Vin luôn. Rồi cặp bánh này là 700 bao ship anh em, 700 bao ship nha. Tăng vô sau hơi mòn xíu, còn như là bao ok. 700 bao ship. Quá rẻ anh ơi. Hiện này chạy biết đồng ư. Đầm sau như thấy đầm 10 nha anh em. Rồi 700 bao ship. Rồi anh em mà qua cục máy mà anh em chơi thiệt, anh em rã ra cái em không nhức nắng nó sợ. Trả giá các kiểu, hẹn hứa lấy rồi im ru. Rồi nay lên cục máy này anh em tính ra không lợi lúc nó sợ. Rồi bộ số nha anh em. Rồi tính hai siêu phẩm sau bộ số. Rồi cúc nhông quá đẹp. Cúc nhông 98%, 99%, 98%. Như mới luôn anh em, như mới luôn. Rồi là số đẹp, bao không nhâm. Rồi nhìn kỹ em ơi, nhìn kỹ nha. Em bao chứ nhiều khi anh em nhìn kỹ đi, anh em nó nhâm không giải thích được. Rồi nhìn kỹ lụm thôi em ơi, em nhìn kỹ lụm, nhìn trên video lụm đúng lụm thôi. Thấy đẹp, em quay từ em sao. Anh em nhấn chút thời gian nữa nhìn anh em ơi. Anh em nướng 1-2 giây, ổ lộn 1-2 phút nữa nhìn kỹ anh em. Số này không mua số nào anh em, đúng với Thái 10, này giống với Thái 10 luôn nha anh em. Rim lùn 99 như Thái 10, như rim Thái luôn.
anh em cần chi bỏ ra số tiền lớn để mua, em bán giá siêu rẻ cho anh em xài. Nó không nhâm luôn nha, nhìn kỹ nó ơi. Rồi nhâm hay là nhâm nhâm phía nó ơi, nhâm miếng ra. Đây nó đầu dữ trời. Đây nhâm hai răng anh ơi. Có nhâm hai răng nha. Rồi nhâm ba răng, nhâm nhỏ xíu ơi, bốn răng, năm răng luôn rồi, chết rồi là nhâm nhâm điều số 4 rồi. Đó, nhâm ba răng số 4 đây, nhâm dài mấy răng số 4 nha anh em. Nhâm mấy răng số 4. Rồi, còn lại là bao đẹp cho anh em xài. Lương Mai Thái ơi, anh em xài cái này là 30 năm nữa chưa mòn luôn. Xài nay 99 tới giờ mà này 98% á. Quá đẹp. Đó có nhâm nhẹ số 4. Tưởng không nhâm ai nhâm rồi. Lại luôn. Có sao vậy, có nhâm nó nhâm. Bán à, phải công khai mới được anh em. Rồi nhìn kỹ nha anh em ơi. Đắc xin, có nhâm. Đắc xin cát đắc em ơi, phải sao nhâm anh em, cát á. Rồi tóm lại là nhâm nhẹ số 4 đi, nó vậy đi. Rồi, còn khá ok, khá đẹp. Rồi có nhâm nhẹ số 4 nha anh em, có nhâm nhẹ số 4 nha. Rồi càng heo quá đẹp anh em, cực kỳ long lanh luôn nè, càng heo quá đẹp. Càng heo quá đẹp nha anh em, trời ơi. Nhất cái nách thiệt chứ. Rồi bao đúng rim lùng 99 nha anh em, bốn chấu nha anh em, bốn chấu phải ba chấu nha, bốn chấu là của Thái nha, ba chấu là hàng của Việt Nam ha. Rồi cái này giống như Thái 110 nha anh em. Gắn được quanh pha Thái 110 nha, Thái 100 cũng được, rim lùng ở rim lùng cũng được nha anh em. Rim Việt cũng được nha anh em. Nó quá đẹp. Rồi bộ rồi. Cốt nhông 9 mấy %. Rồi 700 bao ship anh em, 700 bao ship nha. 700 bao ship, một số quá đẹp. Nhâm nhẹ số 4, 700 bao ship, còn lại là quá đẹp. Rồi tới bộ nồi nha anh em, bộ nồi quá VIP nè. Bộ nồi VIP, hồi qua hết nhớt nó có hú nhẹ. Nên em không biết là do hết nhớt hú hay là do nó hú. Nó có sao bảo vậy nha, hồi qua tháo ra chưa được một xỉa nhớt. Nên thấy em thấy có hú nhẹ, mà thật sự nồi này mở đơn đầu. Bao đơn đầu, anh em nhìn cái bố này hết hồn không? Bố sao dày dữ ta? Cái làng hung mà sao có đã đầu sao dày dữ trời. Cáp lợ luôn lên nha anh em. Rồi bố còn gì cui nè, chuông là em bao là chưa vớt chưa phá nè. Đó, chưa vớt phá nè, chuông ngắn nhẹ thôi anh, đụng vô ngắn nhẹ thôi. Quá dữ là còn về cui luôn nè. Này bố này biết thai chưa sao mà thôi nó dày dữ đó, thấy dấu mới mở lần đầu tiên mà sao mà sẽ dày dữ trời. Về cui luôn anh em. Rồi chuông là em bao là không ngắn nhẹ mà đụng vô cảm nhận ngắn nhẹ thôi nha, không phải nhắn như người ta sao quái đâu, ngắn nhẹ thôi. Rồi quá đẹp nè. Sọc còn nghe anh em, sọc còn nghe anh em ơi, sọc còn nè. Nè sọc còn nghe anh em. Nồi này qua là test là nó có hú nhẹ, hú gió. Tại vì chắc qua hết nhớt hay sao. Rồi em không dám bao, bán như hình thôi. Cũng còn sọc nha anh em ơi. Còn sọc nha, còn sọc mà ít anh em. À, còn sọc nè. Đó, nó sao vậy, có hú gió nhẹ. Bán em không có hú. Rồi quá đẹp. Bố về cui anh em. Này bố jean xong rồi nó dày với ta có lại thai không biết sao mà thấy là mở lần đầu tiên. Chuông thì chưa vớt miếng nào. Rồi ngắn nhẹ thôi mày, nhìn kỹ nè. Không, ngắn nhẹ thôi, quá nhẹ luôn. Bộ nồi này quá VIP, quá cọp. Rồi 99 cộ luôn anh em. Nè. 99 cộ này nha anh em. Đó nồi nè, trò chuồng heo cái thấy xúc sắc thôi á, chuồng heo thấy diễn đái luôn á. Không. Mới có dấu nhẹ, tì nhẹ thôi nha em ơi, tì nhẹ thôi nha. Nè. Rồi thẳng băng luôn, cứ ngắt luôn anh em ơi. Rồi rơ ngang không rơ dọc nha em, rơ ngang không được dọc nha. Rồi quá ngon luôn, ngay thẳng quá trời nha em. Rồi nồi này chả biết nào mới hư trời. Rồi bao đúng đồ dinh nha em. Đồ dinh nè, KFMA nè. Bao đúng dinh nè, ốc nè, áo tán nè, chưa mở luôn. Đó, chưa thấy dấu mở luôn. Chưa thấy dấu mở luôn nha em. Nhìn kỹ nha, chưa thấy dấu mở luôn. Tại sao bố nó dày ghê không biết. Đó, ăn như hình thôi, ốc tán này đủ như hình.
không có chỉnh nồi, bao bì chỉnh nồi thôi, không có càng muỗng nha. Trời ơi anh em mua nồi giá rẻ mà ăn nồi càng muỗng, bán một nồi có 250 nha, mà bao ship nó tính ra còn có 200 ngàn, mà em đòi sao không có càng muỗng bao bì chỉnh nồi. Trời ơi bao bì nồi hết 100 ngàn, bán tính ra bộ nồi lỗ luôn hả trời. Em bán có hình sao bán hình như vậy, đòi hỏi quá em, có đâu có được, bán rẻ quá mà bán, anh em đòi hỏi combo sao bán nổi anh em. Rồi bộ nồi như hình trên xe có hú nhẹ có làm dấu cho anh em về gắn. Rồi giá 700 bao ship anh em, 700 bao ship nha. Hồi qua là xe hết nhớt, em không biết chạy nó có hú gì hay hú gió, chắc là vô hết nhớt hay là vô nó hú. Rồi em bán đại luôn, có làm dấu sẵn, có hú gió nhẹ. Rồi em bán, em không bao hú nha. Rồi 700 bao ship anh em, 700 bao ship. Rồi bộ chỉnh nồi rim lùng em ơi, rim lùng 99 nha, giống như qua Thái 10 nha, giống như phun 1 Thái 10 nha. Rồi 150 bao ship, bố còn khá nè. 150 bao ship anh em, 150 bao ship nha. Rồi ốc máy anh em ơi, ốc máy thì có cốt trước cốt sau, cốt gấp, hai cốt treo máy. Rồi báo số, báo số do báo số nha. Rồi cái này giống như là có phim 1 anh em. Cái tấp chân có giống phim 1 nha. Rồi xin cam đi đi luôn nè, xin cam đi đi luôn. Xin cam đi đi luôn nha anh em ơi. Nó còn chấm sơn nè, xin cam đi đi cũng mới thay, còn chấm sơn luôn anh em. Bao thẳng luôn nè, đi đi nữa không. Rồi bao thẳng, xe cam bao thẳng, bao ngon không dùng luôn. Rồi giá ốc nha anh em, ốc thì ốc có ốc máy thì bao viên, còn ốc kia thì nó lộn xộn, thì có lai tạp này nọ. Trời anh em mua anh em nói sao ốc có lai vài con, trời xỉu luôn. Bán một ốc có 200 ngàn, 250 mà bao ship nữa, anh em đòi hỏi sao ốc có lai vài con sao. Rồi chỉ bán như hình thôi, anh em thấy được thì mua ủng hộ, chứ nhiều khi anh em nói rồi mang vốn em cũng biết nói sao luôn, câm lặng luôn biết sao giờ. Rồi hai rồi, cốt trước sau, cốt gấp, hai cốt trâu máy, báo số, tấp chân, xe cam, rồi full nhà ốc máy đầy đủ. Rồi 200 bao ship anh em, 200 bao ship nha, 200 bao ship. Vì gắn xe cỏ chạy bao cứng là bao dặn luôn, dặn tuôn răng ốc luôn, chưa gài hốc luôn, 200 bao ship. Rồi chẳng ba em ơi, chẳng ba nha. Trời chẳng ba quá đẹp luôn nè, trời đẹp cực kỳ long đanh luôn á trời, anh thấy không. Anh em này mua về gắn xe cúp, xe quay, xe rim gì ở xe cúp được nha, rim quay gì em chở cỏ chở đồ là y bài luôn, không gắn về, gắn về thì vẫn ok, gắn về ok nha, bình thường anh em gắn về vẫn ok nè. Đó, anh em về chế cháo làm rồi phụ như hình phụ ti zin anh em ơi, bao ti zin em xài nha. Ti zin có hai nắp chụp anh em ơi, chụp giống như Thái 2000 anh em ơi, hai nắp chụp nè, hai cao su chụp giống như Thái 2000 anh em. Rồi bao ti là bao đẹp cho anh em xài, ti là bao đẹp, ti là bao đẹp nha anh em ơi. Trên đây có xét nha, nhúng không tới nên nó xét nha anh em ơi. Rồi ti là bao đẹp nha, hai ti bao đẹp. Rồi có một cây có xì nhẹ nó, ti là bao đẹp cho em xài nha, ti là bao đẹp nha, không trái nha. Rồi có xì nhẹ một cây. Rồi giá này là 400 bao ship anh em, 400 bao ship nha, thì ship này hết hơn 50, nặng nha anh em. Đừng đòi, đừng có trả giá từ nghiệp em, có 400 bao ship à. Tính ra cái dòng này có 350 à. Nó thuộc đúng phụ zin nha. AB nha anh em ơi. Nè AB anh em ơi, phụ đúng phụ Thái nha. AB nè. Nó AB này anh em ơi, AB nha. Rồi xì nhầu cây ti là đẹp. Rồi chẳng ba là bao ngay thẳng cho em xài, chẳng ba là bao đẹp. Trời ơi đẹp, cái bài đẹp ghê chứ, đúng một Thái. Rồi 400 bao ship anh em, 400 bao ship nha, quá rẻ rồi. Rồi anh em thấy bác nào hợp ý thì liên hệ nha anh em. Rồi cảm ơn anh em nha, hẹn em vào ngày mai nha anh em ơi. Rồi xin chào anh em.